đây được 13 năm rồi. Ồ, đi vô bán lâu thì nhắm bán hết thì họ cũng cho chị bằng đơn chị đi thì gặp khách thì khách cũng cho chị cũng được 50 ngàn 60 ngàn thì đó thì chị ăn chị này chị nọ rồi chị hùn vô chị trẻ từng phòng với mấy cô mấy chú đây nè chị bẩm sinh từ hồi nhỏ vậy đó. Chồng chị hồi bỏ lâu rồi, hồi chị mới đẻ nhóc ra con tháng rưỡi là thôi thú giờ luôn là chị nuôi con chị bữa nay là được 13 tuổi rồi. Nó học được lớp 8 rồi. Xong rồi giờ nó nhẹ ra, giờ chị vô đây chị làm, chị đẻ chị nuôi nó. Thì có bốn chị em mà có hai thằng hai gái mà có mình chị bẩm sinh vậy. Rồi chị vô đây chị làm. Xong rồi làm cũng vất vả lắm, đi suốt ngày suốt đêm. Thì bây giờ chị nghĩ số phận của chị như gì thì cỡ giờ thì chị cũng có thằng cũng lặn lộn mà đi làm buôn bấm chải rồi kiếm ráng nuôi cho nó lớn rồi mai sau thì mình có mình nhờ. Nay nó cũng được 13 tuổi rồi, giờ ráng nuôi nó được 2 năm nữa đi. Rồi về rồi đó. Chứ giờ cũng ở ngoài đó bầm trầy luôn nè. Đó, chị gọi về cho con chị tháng cũng 2 triệu, 3 triệu. Dạ. Thì còn đỡ chị thơ người ta tắm rửa chị, rồi chị trẻ được phòng, chị ăn, chị uống. À, thuê tắm rửa nữa. Đó. Chứ chị đâu có làm gì được đâu. Dạ. Bây giờ trọ sẵn sàng phải chịu vậy chứ bây giờ sao đây. Thiệt ra chị không có làm gì được đó. Chị có quét cái nhà, chị nấu cơm thì được. Hồi sáng chị đậu cổ rồi thì cái cô đó cổ chải rồi dùm cho chị cho chị đâu có ấy được đâu gạo, cho gạo không? Chị lấy tay chị quay vô. Có khi nào bị đổ ra hết không? Có khi chị đổ hết trong nhà tắm luôn xong rồi cái cô đó cô gì cô hút vô. Cũng nhờ có cái xúc được chứ cớ mà không xúc được rồi thôi chứ cũng không có sống có ngày hôm nay. Nói cho họ thì có người muộn người ta đút dòm cổ họ không có người cũng những đối luôn mẹ cũng được cũng có cái tay áo như gì đút vô như gì chỉ múc ăn được.